get up, stretch my legs. Sầm Minh Phát, Đỗ Huy Hoàng, một trận đấu hấp dẫn. Đây là cặp đấu diễn ra trong khuôn khổ sự kiện Đêm Thượng Võ nhằm gây quỹ từ thiện do Liên đoàn Boxing Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại Sài Gòn Sport Club. Sầm Minh Phát là võ sĩ đã quá nổi tiếng ở hạng cân minimum weight, đang thi đấu chuyên nghiệp. Cũng như người đồng đội Nguyễn Thị Thu Nhi, Sầm Minh Phát chuẩn bị tham dự đấu trường WBO thế giới, dự kiến được tổ chức vào ngày 27 tháng 2 tới tại Quảng Ngãi. Trong khi đó, Đỗ Huy Hoàng là tài năng võ thuật trẻ, đang nổi lên ở các võ đài kickboxing và Muay Thái. Võ sĩ sinh năm 2002 này cũng mới chỉ bén duyên boxing chưa lâu. Vậy liệu tài năng trẻ Huy Hoàng có tạo ra bất ngờ trước tay đấm chuyên nghiệp và đầy kinh nghiệm như Sầm Minh Phát? Võ Việt mời quý vị và các bạn xem toàn bộ diễn biến trận đấu này. I don't switch often, I'm just as a dad as it gets. Try taking naps with my kids, talking, I'm guessing this life how it is. And I can't wait for the weekend, keep jammies on like I'm a kid. Wake up, get up, stretch my legs. Eat some breakfast, milk and eggs. Brush my teeth up, wash my face. Throw my clothes on, start my day. Wake up, I can smell the smoke from the bacon. Let's go, see the sun shining from the windows. Okay, I know that today'll be a good day. No.
cân ba lục. Bây giờ cho em lắc cân ba lục. Today'll be a good day. Feel good, feel great. Can't complain. Look out my window, see birds and planes. Sun's out, some clouds. It might rain. Siblings on my nerves again. Summertime, go for a swim. Wintertime, go grab a sled. Spring, I might need an umbrella. Fall back in school with my friends. Attitudes change like the weather. My mom tell me it never ends. Like clocks, we evolve in a circle. Every 12 months, we do it again. Wake up, get up, stretch my legs. Eat some breakfast, milk and eggs. Brush my teeth up. Yeah.
time, go for a swim. Winter time, go grab a sled. Spring, I might need an umbrella. Fall back in school with my friends. Attitudes change like the weather. My mom tell me it never ends. Like clocks, we evolve in a circle. Every 12 months, we do it again. Wake up, get up, stretch my legs. Eat some breakfast, milk and eggs. Brush my teeth up, wash my face. Throw my clothes on, start my. Tấn công và không ngại đổi đòn, ra đòn hiệu quả và chính xác. Tài năng 19 tuổi đã giành chiến thắng trước đàn anh. Chiến thắng này một lần nữa cho thấy Đỗ Huy Hoàng thực sự là một tài năng đầy triển vọng của boxing Việt Nam. Chuyển động cùng Võ Việt.